Xin chào cô chú anh chị và các bạn, chú Hồng đang ở cái hẻm 315 đường Lũy, đường Dương Lài ha, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú. Đó. Thì cái hướng này nè cô chú anh chị bạn, cái hướng này nè, mình sẽ đi về đường Lũy Văn Bích ha. Đi về hướng quán nhậu, quán nhà hàng Tuấn Mập á. Đoạn đường chiều dài của đường Dương Lài này, đầu đường là đường Lũy Văn Bích và cuối đường bên kia là đường Nhân Cao ha. Bên phải mình đi từ hướng Lũy Văn Bích đi lên là bên phải là chỗ lẻ và bên phải là chỗ chẵn, bên trái là chỗ lẻ nha. Đường ở đây là lộ giới là 6m, hẻm giới là 6m, 4m và 12m, 14m. Mấy cái hẻm 12m bô và 14m làm rồi, 6m với 4m cũng tạm thời làm ha, nhưng vẫn còn cấm 4m và 6m nha. Đó, thì có thể là sẽ một số hẻm sẽ cải về là 4m luôn ha. Thì căn nhà Vũ Hồng giới thiệu cho cô chú anh chị và các bạn là căn nhà nằm ở hẻm 315 đường Dương Lài, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú. Căn nhà mình hầm hai mặt hẻm, mặt hẻm 315 đường Dương Lài này tới hẻm 323 đường Dương Lài. Chiều dài của nhà mình là bằng 4 căn nhà mặt tiền như thế này. Đó, một căn là có cái bạc phía trước màu vàng, kế bên là Á Âu, và kế bên là cái nhà có cái sân thượng, có cái mái dòm phía trước, cái mái thủ công phía trước và cái tạp hóa 323. Thì căn nhà mình đó là chiều dài là hết luôn từ hẻm 315 sang đến hẻm 323 luôn ha. Thì căn nhà mình là sẹt 4 nha, căn mặt tiền này bỏ, căn sẹt 2 rồi đến căn sẹt 4 ha, là tới nha, nghĩa là cách căn mặt tiền bỏ và căn thứ nhất, căn thứ hai là tới căn mình liền nha. Nhà mình kế bên cái doanh nghiệp và kinh doanh trang trí nội thất Thanh Minh Khuê và gạch men Thanh Thanh này đây. Đó. Nhà mình đi thêm một đoạn nữa là tới trường cao đẳng công thương, trường cao đẳng công thương cao ốc Kim Hồng, cao ốc Asiana. Ở đây gần đó có thêm thánh thất cao đài ha. Thì sau lưng đường, song song với đường Dương Lài này là đường Nguyễn Thúc Hoạch, đường đôi ha. Bên đó có chùa Pháp Vân và có trường phổ thông trung học bên đó luôn ha. Thì căn nhà mình sẽ đi vào, mình giới thiệu cho cô chú anh chị bạn xem căn nhà trong đây ha. Hẻm này là hẻm ô tô đi được nha. Đó, hẻm này là hẻm ô tô đi được ha. Căn nhà mình cách căn nhà mặt tiền là một căn nha. Mời cô chú anh chị bạn. Vũ Hồng xin chào quý cô chú anh chị và bạn đã trở lại kênh Bán Nhà Chính Chủ Sài Thành. Hôm nay Vũ Hồng sẽ giới thiệu đến cô chú anh chị bạn một căn nhà ở quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh ha. Một căn nhà là có kích thước ngang là lớn hơn 4m và chiều dài là hơn 15, dài hơn 15m ha. Nhà mình có hai mặt hẻm luôn, mặt hẻm trước, hẻm sau đều là hẻm ô tô hết. Cách mặt tiền đường Dương Lài là chỉ có 15m thôi. Căn nhà mình thì nằm ngay trung tâm của quận Tân Phú, thuận tiện đi lại ở mọi khu vực luôn ha. Trước đây là chủ có kêu bán là 6.8 tỷ, nay là chủ giảm giá còn là 6.580 tỷ. Nếu cô chú anh chị bạn nào quan tâm thì hãy coi hết clip, cuối clip Vũ Hồng có review đường đi để cô chú anh chị bạn xem toàn bộ cái căn nhà này luôn nha cô chú anh chị bạn. Xin nhắc lại địa chỉ nhà mình là 315/4 đường Dương Lài, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh ha. Kích thước nhà mình ngang là 4m1 và chiều dài là 15m, một trệt với một lầu, chủ quyền Hồng ha. Mua bán ký công chứng sang tên nha, hẻm ô tô ha. Thì nhà mình là hẻm phía trước là 4m, hẻm phía sau là 4m. Hẻm phía trước là hướng đông bắc, hẻm phía sau là hẻm tây, hướng tây nam ha. Cách mặt tiền chỉ 15m thôi nha. Bây giờ Vũ Hồng sẽ review cho cô chú chị bạn xem ha. Đây là cái hẻm phía ngoài nhà mình nè ha. Cái hẻm phía ngoài mình chỉ, nhà mình chỉ cách ở ngoài đó là khoảng 15 mét là tới mặt tiền đường rồi nha. Nhà mình là hẻm ô tô vô được luôn ha. Hai mặt hẻm đều là hẻm ô tô ha. Hẻm phía nam này, hẻm phía đông bắc này là hẻm lớn nha, hẻm 315. Hẻm phía sau là 323, cách là 4 căn, phía trước có 4 căn ha, mặt tiền có 4 căn. Rồi bỏ một căn sạc 2 này là căn sạc 4 là nhà mình nha. Nhà mình mặt này là hướng, này là hướng đông bắc, mặt sau là đông nam. Phía cuối nhà mình là hẻm thông nha, hẻm thông còn đi được nữa ha. Song song với đường Dương Lài bên kia là đường Lê Thúc Hoạch, đường đôi, đường lớn ha. Nhà mình gần chợ, gần trường học,
cuối cái clip Vũ Hồng có review cái đường đi để cho cô chú chị bạn xem coi mình coi có phù hợp, biết được vị trí của căn nhà luôn ha. Thì hẻm lớn nha, hẻm sạch sẽ, hẻm lớn ha. Nhà nằm hoàn toàn trong khu hiện cư cư hiện hữu luôn nha cô chú anh chị bạn. Một hẻm trước và một hẻm sau ha. Rồi Vũ Hồng sẽ review vào trong để cô chú anh chị bạn xem bên trong ha. Nhà mình có hai lớp cửa bảo vệ nha. Phía ngoài là lớp cửa sắt lùa, bên trong là cửa sắt bốn cánh ha. Ở khoảng giữa này thì có thêm một cái khoảng sân, mình cũng để được gọn được hai chiếc xe nha. Nhà mình có hai lớp cửa nha cô chú anh chị bạn. Nhà mình có hai lớp cửa, bếp cửa sang ngoài là cửa sắt lùa, còn bên trong là cửa sắt bốn cánh ha. Ngang là 4m1 và chiều dài là 15m. Hai mặt hẻm, một mặt hẻm trước là hẻm đông bắc, mặt sau là hướng tây nam ha. Ở trung tâm này là hiếm mình kiếm được con nhà ngang lớn hơn 4m nha cô chú anh chị bạn. Vũ Hồng xin nhắc lại địa chỉ là 315/4 đường Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh ha. Mặt sau mình là một căn một cái hẻm luôn nha, hẻm lớn, hẻm ô tô luôn ha. Đây phía sau nhà mình đây ha, đây là phòng khách phía trước. Cầu thang 1m2 luôn nha, cầu thang là 1m2, dưới nhà vệ sinh là ở dưới chợt làm hai cái nhà vệ sinh, ở dưới đây thì làm hai cái nhà vệ sinh ha, nhà tắm, nhà vệ sinh làm hai cái luôn nha. Đây là khu vực giặt đồ, sấy đồ, còn đây là khu vực của bếp. Đó, đây là một cái nhà vệ sinh nữa ha, hai nhà vệ sinh nha. Nhà rất rộng, ngang 4m và dài là 15m1 nha cô chú anh chị bạn. Và đây là hẻm phía sau nhà mình nè, hẻm phía sau nhà mình nè ha. Hẻm phía sau cũng cách mặt tiền đường Vườn Lài là 15m thôi nha, hẻm ô tô ha, hẻm ô tô nha, hai hẻm ô tô vô nhà được hết á. Nhà nằm trong khu dân cư hiện hữu nha cô chú anh chị bạn. Đây là cái kho trên nhà nè. À, ở đây mình xài cái máy nước nóng nước lạnh loại lớn nha, của Ariston ha, Ariston ha. Máy lạnh, máy nước nóng loại lớn ha. Thì Vũ Hồng xin nhắc lại là đặc biệt cái nhà mình đó là hẻm ô tô, nằm ở trung tâm của quận Tân Phú, và chiều ngang là lớn hơn 4m nha cô chú anh chị bạn. Hẻm ô tô, hai mặt hẻm. Những cái điểm lợi của nhà mình là hai mặt hẻm trước và sau, và hẻm ô tô chỉ cách mặt tiền đường Vườn Lài, quận Tân Phú là một quận sung túc, là chỉ có 15m thôi, gần chợ, gần trường học, gần trung tâm văn hóa, gần trung tâm y tế. Nói chung là ở đây là đi mấy bước ra là đủ các cái tiện hết hết á. Cuối clip Vũ Hồng có để cái đường đi cũng như là cái đường hướng dẫn để cô chú chị bạn xem coi căn nhà mình như thế nào ha, có phù hợp hay không nha. Rồi bây giờ là Vũ Hồng sẽ lên trên lầu ha. Cầu thang thì làm loại lớn nha, bề ngang là 1m2, là tay vịn gỗ, mặt đi bằng đá hoa cương lớn ha, bạn lớn đi rất là thoải mái dễ dàng nha. Và chiều của cái cầu thang là đi theo chiều thuận kim đồng hồ nha, đi theo chiều thuận kim đồng hồ ha cô chú anh chị bạn. Rồi Vũ Hồng mời cô chú anh chị bạn lên trên lầu ha, lên trên lầu với Vũ Hồng nha. À, phòng phía sau mình Vũ Hồng quay trước nha, phòng phía sau nè. Cầu thang thì rộng rãi, thoải mái ha. Cửa thì cửa phòng phía sau là làm bằng cửa gỗ nha. Đây là CV tổng nè. Đó, cô chú anh chị bạn đang tìm hiểu một căn nhà 6 tỷ mấy thôi mà ngang là 4m4 và chiều dài là 15m, hai mặt hẻm luôn ha. Đó, đây là không gian của phía sau nè. Phía sau mình cũng có hẻm cách 15m rồi ra mặt tiền Vườn Lài luôn nha. Đó, làm xong sắt bảo vệ lại rồi hết ha. Hẻm thông nha, hẻm 4m ha. Hướng này là hướng tây nam.
khu vực phơi đồ đó, phòng nè, phòng mà chiều ngang 4m, chiều dài 15m, làm 3 phòng trên lầu, rất rộng luôn ha, rộng rãi lắm nha. Ở phía trước 2 phòng, phía trước sau 1 phòng nha. Nhà 60m2 mình làm 3 phòng trên lầu, rất rộng rãi luôn ha. Rồi đây là cái phòng ở giữa nè, phòng ở giữa trên lầu nè ha, cũng là cầu thang là, cửa là cửa gỗ nha, dán tường cao lên hết rồi ha, có cửa sổ luôn nha, có song sắt bảo vệ rồi ha, đầy đủ hết nha. Và đây là cái phòng phía trước nha, phòng phía trước nè, cũng cửa gỗ luôn ha. Đó, phòng phía trước thì có làm cái sân để trồng cây rồi nha. Xin nhắc lại địa chỉ nhà mình là 315/4, đường Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, ngang là 4m1, dài là 15m nha, một trệt một lầu ha. Nhà là hẻm ô tô nha, cách mặt tiền hẻm lên đường Vườn Lài là chỉ 15m thôi, ô tô vô được luôn ha. Đó, đây là hẻm phía trước mình nè. Đây có cái vườn cây nè ha. Cô chú anh chị bạn đang xem Vũ Hồng review căn nhà địa chỉ 315/4, đường Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh á. Nhà mình á là có kích thước ngang là 4m1 và chiều dài là 15m. Hai mặt hẻm trước và hẻm sau, hẻm trước là hẻm 315, hẻm sau là hẻm 323, nhà mình cách 4 căn nhà mặt tiền ha. Thì nhà mình từ ngoài vô 15m thôi nha. 4 căn nhà thì nó chiều dài ngang bằng 4 căn chiều ngang của người ta. Dài là 15m, diện tích đất được công nhận là 61m ha. Hẻm phía trước và hẻm phía sau đều là hẻm ô tô hết nha. Thì trước đây là chủ nhà kêu căn nhà này là 6.8 tỷ, nay chủ giảm còn là 6.580 tỷ ha. Cô chú anh chị bạn nào quan tâm đến căn nhà này thì hãy gọi cho Vũ Hồng qua số điện thoại 0933 797979, kênh Nhà Đất Sài Thành, Vũ Hồng sẽ trực tiếp dẫn cô chú anh chị bạn xem nhà, gặp chủ nhà để thương lượng về phương thức thanh toán nha cô chú anh chị bạn. Thì căn nhà này thì lớn hơn, chiều ngang lớn hơn 4m, cụ thể là 4m1 và chiều dài là 15m, nên ở trung tâm quận Tân Phú mình rất khó tìm ha, đặc biệt là hẻm ô tô luôn ha. Một mặt là hẻm đông bắc, một mặt là hướng đông bắc, một mặt là hướng tây nam ha, hướng nào thì mình cũng là hẻm ô tô hết nha. Chủ quyền Hồng mua bán ký công chứng sang tên ha. Rồi mình nhắm lại không gian của dưới trệt một lần nữa nha cô chú anh chị bạn. Xin nhắc lại là trên lầu là có 3 phòng ngủ ha. Phòng trước có ban công phía trước, phòng sau có ban công phía sau, có cửa sổ, phòng nào cũng có cửa sổ hết. Và cửa phòng là đằng bằng cửa gỗ nha. Chiều ngang nhà mình là 4m1, nên nhà mình set up cái cầu thang rất lớn luôn nè, đi rất thoải mái. Và cầu thang được làm theo chiều thuận kim đồng hồ nha. Chờ Vũ Hồng xin nói lại cái thông tin của căn nhà này, Vũ Hồng kết thúc video căn nhà. Căn nhà mình địa chỉ là 315/4, đường Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Nhà gần ngay chỗ Thánh Thất Cao Đài, gần ngay chỗ cao ốc Kim Hồng ha, rồi gần ở trường cao đẳng thương mại. Rồi nhà mình là nằm ở đoạn 2/3 của đoạn từ Lũy Ông Bích đi lên đường Văn Cao nha. Đầu đường của Vườn Lài là Lũy Ông Bích, ngay chỗ ngân hàng Bản Việt, ngân hàng Nam Á, và ngay chỗ Coffee House với KFC đi lên 2/3 đoạn đường, là nghĩa là đoạn 315 này. Thì đoạn đường chiều dài bên tay phải là số chẵn và bên tay trái là số lẻ 400 số. Thì mình nằm ở đoạn 300 ha, như 2/3 đoạn đường nha. Khoảng 3/4 đoạn đường ha. Thì khoảng 200 căn nhà thì mình nằm ở vị trí 150. Thì căn nhà mình là có kích thước ngang là 4m1 và chiều dài là 15m. Nhà có diện tích đất được công nhận là 61m. Nhà có hướng chính là hướng đông bắc và hướng sau là hướng tây nam. Nhà có chủ quyền Hồng mua bán là mình ký công chứng sang tên. Thì chủ nhà đã giảm giá xuống còn là 6.580 tỷ ha. Cô chú anh chị bạn nào quan tâm đến cái căn nhà này thì hãy liên lạc với Hồng qua số điện thoại 0933 797979.
Vũ Hồng sẽ trực tiếp dẫn cô chú anh chị bạn đi xem nhà và gặp chủ nhà nha. Thì nếu đây là lần đầu tiên cô chú anh chị bạn xem kênh Nhà Đất Sài Thành Review Bất Động Sản thì cô chú anh chị bạn hãy cho Vũ Hồng một đăng ký kênh và bật chuông để nhận thông báo từ kênh Nhà Đất Sài Thành. Nếu mình đã nhiều lần xem kênh Nhà Đất Sài Thành Review Bất Động Sản rồi thì mình hãy chia sẻ video clip này cho bạn bè người thân của mình để giúp cho người thân của mình mua được một căn nhà đó, giá cả hợp lý ở tại thành phố Hồ Chí Minh này nha, giúp cho chủ nhà bán được nhà luôn, mau ha. Rồi Vũ Hồng cảm ơn cô chú anh chị bạn đã xem hết cái video clip. Cuối cái clip này Vũ Hồng sẽ review cái đường đi vòng vòng khu vực này để cô chú anh chị bạn hình dung được cái vị trí cái căn nhà này nằm ở trung tâm Tân Phú như thế nào. Cô chú anh chị bạn nhớ đón cái đoạn xem cái đoạn cuối nha. Bây giờ Vũ Hồng sẽ review từ trong nhà ra tới cái đầu đường vườn lại ha, để trong cái video này để cô chú anh chị bạn tiện theo dõi luôn nha. Nó còn gọn mới ngắn thôi. Cái hẻm phía trong này ha, đây là còn cái chùa này, chùa Pháp Vân nằm ở mặt tiền đường Lê Thúc Hoạch à, gần cái trường phổ thông trung học Trần Phú, gần kế bên trường phổ thông trung học Trần Phú. Ở bên kia đó cô chú anh chị bạn, mặt tiền cái chùa Pháp Vân này là nằm mặt tiền đường Lê Thúc Hoạch. Đường Lê Thúc Hoạch là cái đường con đường lớn có hai cái chiều đi lại á, có cái công viên ở giữa luôn á, là song song với đường vườn lại nha cô chú anh chị bạn. Giờ chú Hồng quay ra ngoài cho cô chú anh chị bạn thấy cái đường đi nữa là chú Hồng kết thúc video nha. Cuối cái clip chú Hồng có quay dọn đi đoạn đường đi xung quanh đây để cô chú anh chị bạn xem cái đường đi của khu vực xung quanh đây nha. Rồi đây là đầu đường của hẻm ha. Hướng này là mình chạy về đường Lũy Văn Bích nha. Hướng này là mình chạy về đường Lũy Văn Bích. Đó, đây là đầu nhà mình thì có cái chỗ gạch men nè. Đó, gạch men Thanh Thanh nè ha. Đi vào ha. Mình thấy cái chùa lớn đó là chùa Pháp Vân nha cô chú anh chị bạn. Đó, chùa đó là chùa Pháp Vân ha, mặt tiền đường Lê Thúc Hoạch nha. Đó, cao ốc đó là cao ốc ASEAN Plaza, ASEAN Plaza, còn đằng kia là cao ốc Kim Hồng ha. Hướng này là đi về đường Nhân Cao nha, hướng này là đi về đường Nhân Cao ha. Thì nhà mình thì từ đây qua đây là 4 căn, hẻm phía sau luôn, hẻm phía sau là 323, hẻm phía trước này 315 ha. Cái vị trí nhà mình là ngay xe đỏ sáng đèn á cô chú chị bạn, 15m là tới trong ha, hẻm ô tô nha. Vũ Hồng xin kết thúc cái clip quay nhà hẹn cô chú anh chị bạn. Rồi Vũ Hồng xin chào và xin hẹn cô chú anh chị bạn ở những video lần sau nha.